Megamo, hai bệnh viện đa khoa Vinmec 5 sao, một tòa pháp tháp văn phòng Technopark, hai hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế VinSchool, một đại học tinh hoa VinUni và hai quần thể shop house, shop thương mại dịch vụ sầm uất. Đây chính là điều mà chúng tôi thực hiện cái chiến lược của mình. Đó là gì ạ? Khi người giàu đã muốn ra xa thành phố để ngủ thì chúng tôi sẽ mang tất cả mọi thứ đi theo họ. Và bây giờ một cái phần tôi nghĩ là các bạn rất quan tâm và liên quan rất nhiều đến bán hàng các bạn, đó chính là chúng ta cùng tham quan những cái phân khu của Vinhome Ocean Park 2. Những phân khu này được chúng tôi tạo ra trên cơ sở là hội tụ những cái tinh hoa trên thế giới. Chúng tôi tái hiện lại Venice, chúng tôi tái hiện lại Florida, Paris và Địa Trung Hải. Đó là những cái nơi, những cái địa danh rất nổi tiếng, rất đẹp trên thế giới. Phân khu đầu tiên tôi xin giới thiệu đó là phân khu San Hô nằm cạnh Hồ Tạo Sóng với phong cách châu Âu. Đây là các hình ảnh của phân khu San Hô. Bên phải chính là Hồ Tạo Sóng và bên trái là các cái dãy shop house. Phân khu Ngọc Trai theo phong cách Venice với rất nhiều con kênh đi xung quanh nhà của chúng ta. Một phân khu vô cùng đắt giá đúng không ạ? Được các bạn nhắc rất nhiều trong thời gian qua. Phân khu tiếp theo là phân khu Trà Là. Chắc các bạn cũng đã biết. Phân khu Trà Là chính là phân khu mà chúng tôi sẽ mở bán đầu tiên. Được thiết kế theo phong cách Đông Dương. Các bạn có thể nhìn thấy cảnh quan của phân khu Trà Là. Được thiết kế theo phong cách Đông Dương. Phân khu tiếp theo là phân khu Đảo Dừa. Đây cũng là một phân khu vô cùng đắt giá trong dự án. Được thiết kế theo phong cách nhiệt đới. Và một điều đặc biệt là phân khu này là phân khu đóng với tiện ích cực kỳ đẹp, đó chính là bể bơi pha lê mà chúng tôi mới bổ sung thêm. Và các hình ảnh về bể bơi pha lê cũng như hình ảnh cảnh quan của phân khu này sẽ được chúng tôi công bố trong thời gian sớm. Phân khu tiếp theo là phân khu Cọ Xanh, nằm dọc theo cái đường song hành của cao tốc. Đây là cái hình ảnh của phân khu Cọ Xanh và được chúng tôi thiết kế theo phong cách Florida của Mỹ. Phân khu tiếp theo là phân khu Hải Âu, nằm cạnh phân khu Cọ Xanh, được chúng tôi thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Đây là phân khu Sao Biển, nằm kế cận cái công viên Empire Park, rộng hơn 7 hectare. Được chúng tôi thiết kế theo phong cách Pháp. Và đây là các cái loại hình sản phẩm của dự án của chúng ta. Loại hình liền kề chiếm 84%. Đây cũng là sản phẩm vượt trội, sản phẩm đột phá của chúng tôi trong năm 2022 đối với dự án Ocean Park 2 mà tí nữa tôi sẽ phân tích kỹ hơn. Loại hình song lập chỉ chiếm 14% và loại hình sản phẩm đơn lập chỉ chiếm 2%. Về khoảng diện tích thì các bạn có thể nhìn thấy là sản phẩm liền kề khoảng diện tích từ 48m² cho đến 112m², vô cùng nhiều dòng diện tích khác nhau để khách hàng lựa chọn. Đối với dòng song lập thì diện tích là từ 112m² cho đến 198m². Chắc có lẽ đây cũng là dự án đầu tiên mà chúng ta có dòng song lập diện tích chỉ có 110m² như này đúng không? Sản phẩm đơn lập khoảng diện tích là từ 168m² cho đến 465m². Đó là những gì tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay về dự án Vinhome Ocean Park 2, The Empire. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích tiềm năng đầu tư đối với dự án này như thế nào. Hãy cùng nhìn lại Ocean Park 1 đi ạ. Vào năm 2018, khi chúng ta bắt đầu bán, thì giá loanh quanh của Ocean Park 1 là khoảng 65 triệu. Đúng không ạ? Đến năm 2022, tất cả các bạn đây có lẽ đều biết giá và biết rõ hơn tôi. Cái giá thấp nhất tôi nghĩ là cũng phải khoảng 220 cho đến 230 triệu một mét vuông. Và tốc độ tăng giá của chúng ta là khoảng từ gấp đôi cho đến gấp 3 chỉ sau 3 năm. Đấy là một điều kinh khủng khiếp đúng không ạ? Đối với Ocean Park 2, tôi tin rằng con sóng này, biểu đồ này sẽ diễn ra tương tự và thậm chí nhanh hơn. Ocean Park 1 mất 3 năm
để đạt được mức tăng giá như thế này. Và Ocean Park 2, tôi hy vọng và tôi có một niềm tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ không mất đến 3 năm. Và đây là 9 lý do để khách hàng chọn mua Ocean Park 2. Tôi tin là các bạn sẽ rất quan tâm những cái lý do này, vì đây sẽ là cái các bạn cần phải biết, cần phải nhớ khi mà chốt khách, khi mà tư vấn cho khách. Lý do đầu tiên, các bạn phải nhắc cho khách hàng, phải nói với khách hàng được rằng đó là Ocean Park 2 nằm ở vị trí trung tâm chiến lược của thành phố phía Đông và ở cực địa đầu tam giác kinh tế vàng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Lý do thứ hai đó là dự án của chúng ta nằm trong siêu hạ tầng kết nối giao thông Hà Nội, Hải Phòng, kết nối nút giao Cổ Linh, kết nối với những cây cầu nghìn tỷ như là cây cầu Trần Hưng Đạo hay cây cầu Vĩnh Tuy 2 hay các cây cầu khác mà đang chuẩn bị xây dựng và kế cận ngay vành đai 3.5. Lý do thứ ba là dự án của chúng ta thuộc siêu quần thể đô thị biển quy mô lên tới 1.000 hecta mà chúng ta đã vừa chiêm ngưỡng, vừa được biết rất nhiều thông tin vừa đấy. Lý do thứ tư đó là dự án của chúng ta hội tụ tinh hoa thế giới, tái hiện 8 vùng đất nổi tiếng, 8 kinh đô đẹp khắp năm châu đều về đây. Lý do thứ năm đó là dự án chúng ta có tổ hợp công viên Royal Way Park quy mô tầm cỡ thế giới. Các bạn biết rồi, công viên bể tạo sóng của chúng ta rộng với cái diện tích như vậy chính là hồ tạo sóng lớn nhất thế giới, và cái hồ nước mặn Laguna rộng hơn 9 hecta cũng là hồ nước mặn lớn nhất thế giới. Lý do thứ sáu đó là chúng ta có kinh đô ánh sáng. Tại sao chúng ta phải nhắc đến kinh đô ánh sáng, đúng không ạ? Tại vì đây là cái nơi mà sẽ hút khách, hút cư dân, hút tất cả mọi thứ về đây. Và tôi tin đây sẽ là phố đi bộ tuyệt vời trong tương lai của Hà Nội cũng như của Việt Nam. Lý do thứ bảy là chúng ta có 20 công viên nội khu vô cùng độc đáo. Chúng ta mới chỉ đi qua một vài công viên thôi, chúng tôi còn rất rất nhiều công viên khác nhau nằm rải rác ở tất cả các phân khu. Do vậy khách hàng khi mà mua căn nhà của chúng ta thì gần như có thể nói là một bước là đi ra công viên. Tất cả các căn tại Ocean Park 2 có thể dùng một từ là đi một bước là ra đến công viên. Đấy là một cái quy hoạch vô cùng tuyệt vời. Và lý do thứ 8 là lý do của tất cả các dự án của Vinhomes đều có, chính là thiên đường sống dành cho giới thượng lưu. Như tôi đã nói, những cư dân đã ở Vinhomes, những cư dân ở thấp tầng đều rất khác, và họ yêu sản phẩm, yêu ngôi nhà của Vinhomes vô cùng, và họ có những người hàng xóm vô cùng tuyệt vời. Cho nên là ở tại dự án của Vinhomes nó khác biệt. Và lý do cuối cùng như tôi vừa phân tích ở trên của dự án Ocean Park 1 và bây giờ sẽ tiếp tục đó là Ocean Park 2, chính là bảo vật truyền đời cho các nhà đầu tư tiềm năng. Phần này tôi xin phép không phân tích nhiều. Mấy hôm nay tôi cũng gặp một số các nhà đầu tư và họ không một ai muốn hỏi rằng là liệu dự án có tăng giá hay không, liệu cái giá này có đắt hay không, liệu đầu tư bao nhiêu lâu thì có lãi. Không một ai hỏi câu đấy. Chắc là tôi không cần phải nói nhiều vì tất cả các nhà đầu tư đã đều nhận ra rằng đây sẽ là một bảo vật truyền đời tăng giá vô hạn trong tương lai. Sau đây tôi xin đi qua một phần rất nhanh về siêu phẩm nhà phố Ocean để kết thúc cái buổi trình bày của mình, để các bạn có thêm thông tin về giá, về sản phẩm, về chính sách bán hàng. Tại sao chúng tôi gọi là siêu phẩm nhà phố? Vì khách hàng của chúng ta bây giờ sẽ chỉ bỏ ra số tiền khoảng hơn 5,5 tỷ đồng là sở hữu được một căn nhà đất tại Vinhomes với diện tích sử dụng lớn gấp đôi một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Và cái quỹ hàng này chiếm đến 85% trong tổng quỹ hàng của chúng ta. Diện tích đất bé nhất chỉ từ 48m2 nhưng mà chúng tôi xây với cái mật độ rất cao lên tới 80%, cho nên là diện tích sử dụng của căn nhà rất lớn. Căn nhỏ nhất cũng là 188m2 diện tích sử dụng. Và giá all-in, các bạn đã biết, chúng tôi đã thông báo là bao gồm VAT, bao gồm chính sách hỗ trợ lãi suất 12 tháng chỉ từ 5,5 tỷ đồng. Tính ra là 1m2 chỉ tương đương với 29 triệu. Như vậy là chi phí phải bỏ ra để mua được cái mét vuông sử dụng của một siêu phẩm nhà phố Ocean có thể nói là thấp hơn một căn hộ chung cư Sapphire bây giờ. Đó.
Đó là lý do tôi nói tại sao đây là một sản phẩm đột phá, vì các bạn sẽ bán rất dễ sản phẩm này và tôi tin nó hot giống như một số thời điểm mà chúng ta gọi là phải bốc thăm, phải chia thưởng căn studio trong một tòa căn hộ ấy ạ. Một căn nhà rất là xinh.